Chào các em, trong tính toán hóa học, chúng ta thường phải chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích của chất khí thành số mol chất và ngược lại. Chúng ta hãy tìm hiểu về sự chuyển đổi này ở bài học ngày hôm nay. Bài 19, chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất. Chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất như thế nào? Em có biết 0,25 mol CO2 có khối lượng là bao nhiêu gam? Biết khối lượng mol của CO2 là 44 gam trên mol. Khối lượng mol của CO2 là 44 gam trên mol, có nghĩa là 1 mol CO2 nặng 44 gam. Vậy 0,25 mol CO2 nặng bao nhiêu gam? Chúng ta sẽ tính khối lượng của 0,25 mol CO2 bằng phép tính nhân chéo chia ngang, lấy 0,25 nhân 44 chia 1, tức là 0,25 nhân 44 bằng 11 gam. Trong đó, 11 gam này là khối lượng của CO2, ký hiệu là m nhỏ CO2. 44 là khối lượng mol của CO2, ký hiệu là m lớn CO2. Còn 0,25 là số mol của CO2, ký hiệu là n nhỏ CO2. Vậy, muốn tìm khối lượng chất, chúng ta sẽ lấy số mol nhân cho khối lượng mol. Công thức là m nhỏ bằng n nhỏ nhân m lớn. Chúng ta ghi nội dung chính. Để chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất, chúng ta sử dụng công thức khối lượng bằng số mol nhân khối lượng mol, tức là m nhỏ bằng n nhỏ nhân m lớn. Từ công thức này, chúng ta có thể tính được số mol theo công thức n nhỏ bằng m nhỏ chia m lớn, tức là số mol bằng khối lượng chất chia khối lượng mol. Cũng suy ra được công thức tính khối lượng mol dựa theo khối lượng chất bằng cách khối lượng mol sẽ bằng khối lượng chất chia cho số mol. Trong đó, n nhỏ là số mol chất, đơn vị là mol, m nhỏ là khối lượng chất, đơn vị là gam, còn m lớn là khối lượng mol chất, đơn vị là gam trên mol. Ví dụ, hãy tính khối lượng của 0,8 mol H2SO4 cho nguyên tử khối của H là 1, nguyên tử khối của O là 16 và nguyên tử khối của S là 32. Khối lượng được tính theo công thức m nhỏ bằng n nhỏ nhân m lớn. Theo đề, chúng ta có 0,8 mol H2SO4, tức là số mol H2SO4 là 0,8 mol. Ký hiệu n nhỏ H2SO4 bằng 0,8 mol. Mà để tìm khối lượng, chúng ta sẽ sử dụng công thức m nhỏ bằng số mol nhân khối lượng mol, nên chúng ta cần biết khối lượng mol của H2SO4 là bao nhiêu gam trên mol. Sau đó mới tính được khối lượng của H2SO4. Khối lượng mol của H2SO4 cách tính giống như tính phân tử khối. Chúng ta tính được 98 gam trên mol. Thế vào công thức, khối lượng H2SO4 sẽ bằng số mol H2SO4 nhân cho khối lượng mol H2SO4 bằng 0,8 nhân cho 98. Kết quả là 78,6 gam. Hãy cho biết 32 gam Cu có số mol là bao nhiêu? Hướng dẫn. Để tính số mol khi đề cho khối lượng chất, chúng ta sẽ sử dụng công thức n nhỏ bằng m nhỏ chia cho m lớn. Đề bài cho 32 gam Cu, tức là cho khối lượng của Cu là 32 gam. Chúng ta có m nhỏ Cu bằng 32 gam. M lớn Cu có số trị bằng với lại nguyên tử khối là 64, đơn vị là gam trên mol. Vậy, số mol Cu sẽ được tính như thế nào? Chúng ta vận dụng công thức n nhỏ bằng m nhỏ chia m lớn. Vậy số mol Cu sẽ bằng khối lượng Cu chia cho khối lượng mol của Cu. 32 chia 64 được 0,5 mol. Nếu biết công thức hóa học của chất, chúng ta có thể dễ dàng tính được khối lượng mol của chất dựa theo nguyên tử khối hoặc phân tử khối. Nhưng nếu không biết công thức hóa học của chất thì sao? Ví dụ, tính khối lượng mol của hợp chất A, biết rằng
0,125 mol chất này có khối lượng là 12,25 gram. Với trường hợp này, chúng ta sẽ tính khối lượng mol theo công thức M lớn bằng M nhỏ chia cho N, tức là khối lượng mol sẽ bằng khối lượng chất chia cho số mol. Theo đề, chúng ta có số mol chất A là 0,125 mol. Khối lượng của chất A là 12,25 gram. Vậy, khối lượng mol của A sẽ được tính như thế nào? Khối lượng mol của A sẽ bằng khối lượng A chia cho số mol của A bằng 12,25 chia cho 0,125. Kết quả là 98 gram trên mol. Còn chuyển đổi giữa lượng chất và thể tích chất khí thì như thế nào? Em có biết 0,25 mol CO2 ở điều kiện chuẩn có thể tích là bao nhiêu lít? Ở điều kiện chuẩn, một mol các chất khí bất kỳ sẽ có thể tích bằng nhau và bằng 24,79 lít. Có nghĩa là ở điều kiện chuẩn, một mol CO2 sẽ có thể tích là 24,79 lít. Vậy, 0,25 mol CO2 có thể tích là bao nhiêu lít? Chúng ta sẽ tính được thể tích của 0,25 mol CO2 ở điều kiện chuẩn bằng phép tính 0,25 nhân cho 24,79. Kết quả thu được chính là thể tích của CO2 ở điều kiện chuẩn, ký hiệu là V lớn CO2. Còn 0,25 là số mol của CO2, ký hiệu là N nhỏ CO2. Từ đó suy ra được công thức tính thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn là sẽ bằng số mol nhân cho 24,79. Các em ghi nhận lại nội dung thứ hai của bài. Chuyển đổi giữa lượng chất và thể tích chất khí như thế nào? Ở điều kiện chuẩn, thể tích chất khí sẽ bằng số mol khí nhân cho 24,79. Từ công thức này, chúng ta suy ra được công thức tính số mol bằng thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn chia cho 24,79. Các em ghi nhận lại ý nghĩa của các ký hiệu. Ví dụ, hãy cho biết 0,2 mol O2 ở điều kiện chuẩn có thể tích là bao nhiêu? Thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn sẽ bằng số mol nhân 24,79. Theo đề bài này, số mol O2 là 0,2 mol. Vậy, thể tích O2 là bao nhiêu lít? Chúng ta sẽ vận dụng công thức. Có được VO2 bằng NO2 nhân 24,79. Và tính được kết quả là 4,958 lít. Ví dụ 2, hãy cho biết 1,2395 lít khí A ở điều kiện chuẩn có số mol là bao nhiêu? Khi có thể tích, muốn tính số mol, chúng ta sẽ sử dụng công thức N nhỏ bằng V chia 24,79. Với bài này, VA bằng 1,2395 lít. Vậy số mol A là bao nhiêu? Áp dụng công thức chúng ta có số mol A sẽ bằng thể tích A chia 24,79. Lấy 1,2395 chia cho 24,79, kết quả được 0,05 mol. Còn chuyển đổi giữa lượng chất và số nguyên tử hoặc số phân tử chất như thế nào? Em có biết 0,25 mol CO2 là lượng chất có chứa bao nhiêu phân tử? Biết 1 mol CO2 là lượng chất có chứa 6 x 10 mũ 23 phân tử CO2. Vậy 0,25 mol CO2 là lượng chất có chứa bao nhiêu phân tử CO2? Chúng ta sẽ tính được số phân tử có trong 0,25 mol CO2 bằng phép tính nhân. Lấy 0,25 nhân 6 x 10 mũ 23, được kết quả là 1,5 x 10 mũ 23 phân tử. 1,5 x 10 mũ 23 này là số phân tử CO2, được ký hiệu là A lớn CO2. 6 x 10 mũ 23 là số Avogadro, ký hiệu là N lớn.
Còn 0,25 này là số mol của CO2 được ký hiệu là N nhỏ CO2. Từ đó chúng ta có công thức để tính số nguyên tử hoặc số phân tử. Chúng ta sẽ dùng số mol nhân cho số Avogadro. Ký hiệu là A lớn bằng N nhỏ nhân N lớn. Chúng ta ghi nhận thêm một nội dung bổ sung vào kiến thức bài học. Chuyển đổi giữa lượng chất và số nguyên tử hoặc số phân tử chất như thế nào? Chúng ta sẽ sử dụng công thức chuyển đổi A bằng N nhỏ nhân N lớn. Từ đó có thể suy ra được N nhỏ bằng A lớn chia cho N lớn. Trong đó, N nhỏ là số mol chất, đơn vị là mol. N lớn là số Avogadro, chính là số 6 x 10 mũ 23. Còn A lớn là số nguyên tử hoặc là số phân tử, đơn vị là nguyên tử hay phân tử. Ví dụ, em hãy cho biết số phân tử có trong 0,05 mol H2O. Chúng ta sẽ sử dụng công thức A bằng N nhỏ nhân N lớn. Trong đó, theo đề chúng ta có số mol của H2O là 0,05 mol. Vậy số phân tử H2O là bao nhiêu? Vận dụng công thức A lớn H2O bằng N nhỏ H2O nhân cho N lớn. Thế số mol H2O vào, chúng ta có 0,05 nhân 6 x 10 mũ 23. Ra kết quả là 0,3 nhân 10 mũ 23 phân tử. Ví dụ 2. Em hãy cho biết lượng chất có chứa 9 x 10 mũ 23 nguyên tử carbon có số mol là bao nhiêu? Trường hợp này, đề bài cho số nguyên tử, vậy chúng ta sẽ tính số mol theo công thức N nhỏ bằng A lớn chia cho N lớn. Theo đề, A lớn bằng 9 x 10 mũ 23 nguyên tử. Vậy, số mol sẽ được tính như sau. Số mol C sẽ bằng số nguyên tử C chia cho số Avogadro bằng 9 x 10 mũ 23 chia 6 x 10 mũ 23. Kết quả là 1,5 mol. Nhắc lại, công thức chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất chính là N nhỏ bằng M nhỏ chia M lớn. Công thức chuyển đổi giữa lượng chất và thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn là N nhỏ bằng V chia 24,79. Còn công thức chuyển đổi giữa lượng chất và số nguyên tử hay phân tử chất là N nhỏ bằng A chia cho N lớn. Trong đó, N nhỏ là số mol chất, đơn vị là mol. M nhỏ là khối lượng chất, đơn vị là gam. M lớn là khối lượng mol chất, đơn vị là gam trên mol. V ở đây là thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn, đơn vị là lít. N là số Avogadro bằng 6 x 10 mũ 23. A lớn là số nguyên tử hay phân tử, đơn vị là nguyên tử hay phân tử. Đó là toàn bộ kiến thức của bài học ngày hôm nay. Chúc các em học tốt!